Mà có việc gì con gọi mẹ gấp thế? Mẹ lại ra ngoài đi gặp lão ta đấy à? Con nói cho mẹ biết, mẹ lớn tuổi rồi, mẹ làm ơn cư xử cho nó đứng đắn đàng hoàng một chút đi. Không, ra đường người ta lại bảo con có mẹ lớn tuổi mà còn lẳng lơ đấy. Mẹ định vay ai hả mẹ? Họ hàng từ bên nội cho đến bên ngoại con cũng đã vay hỏi hết cả rồi. Xin lỗi, nhà tôi đang có chuyện không tiện tiếp khách, mời ông về cho ạ. Bây giờ con xin phép được gửi gắm mẹ con với bác, mong bác yêu thương mẹ con và bù đắp hạnh phúc cho mẹ. Đâu giờ này còn chưa thấy về? Sao mày con về sớm thế? Nhà chẳng còn gì nên mẹ tranh thủ đi mua ít đồ. Mà có việc gì con gọi mẹ gấp thế? Mẹ lại ra ngoài đi gặp lão ta đấy à? Không, là mẹ đi chợ thật mà. Ừ thì mẹ vô tình gặp bác Sơn ở trên đường nên mẹ đứng lại nói chuyện với bác một chút thôi. Vô tình, lại vô tình. Con thấy suốt ngày mẹ kiếm cớ ra ngoài gặp lão ta thì đúng hơn đấy. Hai người có duyên với nhau như thế, chắc kiếp trước là vợ chồng. Mi, sao con lại nói như thế? Bác Sơn là người đã có tuổi, bác cũng không làm điều gì đáng phải xấu hổ cả. Nên con đừng có khinh người ta như thế chứ. Với lại cũng đừng có nói lão nọ lão kia. Con gái nói năng thì phải có trên dưới, trước sau chứ. Thế thì đầu tiên mẹ nên làm tấm gương sáng cho con gái của mẹ đi đã. Với lại có làm gì hay không thì chỉ có mẹ và lão ta biết được. À biết được chứ. Mi, mẹ làm cái gì mà con bảo mẹ là không làm tấm gương sáng cho con? Thế con nói cái gì sai à? Hả? Con nói cho mẹ biết, mẹ lớn tuổi rồi, mẹ làm ơn cư xử cho nó đứng đắn đàng hoàng một chút đi. Không, ra đường người ta lại bảo con có mẹ lớn tuổi mà còn lẳng lơ đấy. Từ trước đến nay con cũng chưa bao giờ là mẹ xấu hổ việc gì đâu. Mi, con thôi đi. Mẹ là mẹ của con. Mẹ nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi con khôn lớn. Thì bây giờ con nói nặng với mẹ như thế à? Việc nuôi nấng trưởng thành, đấy là trách nhiệm của bố mẹ. Chuyện đấy là điều đương nhiên. Thôi, con không nói nhiều nữa. Con chỉ xin nhắc lại lần cuối với mẹ, mẹ đừng bao giờ nghĩ đến việc là đi bước nữa với ông ta đấy. Con mệt rồi, con xin phép về phòng. Tiên Sâm hả ông? Chắc là đắt tiền lắm đấy. Mà sao ông không giữ lại được rồi? Mà sao như tôi làm gì? Có đứa cháu bên nhà ngoài còn yếu ấy mà. Nhiều lắm, một mình tôi dùng không hết, mà để đâu nó cũng học mất kỹ của giời. Thôi thì tôi cứ mang cái bản đi. Này, ông làm gì ở nhà tôi đấy? Nhi về rồi đấy à? Bác sang mang cho mẹ cháu ít nhân sâm ấy mà. Thế bảo nhân sâm tốt cho người già lắm. Đồ quý như thế, bác Sơn mang sang cho mẹ dùng. Tốt quá. Đúng là đồ tốt rồi. Đồ của bà già mẹ mang sang không tốt làm sao được. Bác với mẹ cháu cũng chẳng còn trẻ trung gì, chỉ làm bạn với nhau, thi thoảng tâm sự chia sẻ tuổi già. Bạn bè, lớn tuổi cả rồi còn tâm sự cái gì nữa? Thì tôi cũng nói luôn cho ông rõ nhé.
giữa ông và mẹ tôi có tình đồng ý ngọt với nhau như thế nào nữa ấy, thì tôi cũng không bao giờ đồng ý cho hai người đến với nhau đâu. Thế là bỏ ý định ấy đi. Mi, sao con lại nặng lời như thế? Mi à, ngày trẻ mẹ cháu đã phải chịu bất hạnh rồi. Bà ấy đã lấy phải người chồng không chung thủy. Mẹ cháu đã vất vả, khổ sở như thế nào cháu là người biết rõ nhất mà. Bà ấy thương cháu, lo cho cháu nên đã phải bỏ võ một mình bao nhiêu năm. Nhưng bây giờ cháu lớn rồi, chẳng lẽ cháu không thể thành toàn cho mẹ cháu có cuộc sống hạnh phúc hơn à? Ông biết gì về bố tôi không nói. Còn mẹ, mẹ hay thật đấy, vạch áo cho người xem luôn đấy ạ. Ngày xưa bố con dù không đối xử tốt với mẹ con mình ấy, thì ông ấy cũng là chồng của mẹ, là người trung thành với mẹ bao nhiêu năm trời đấy. Còn ông, cho dù ông là người tử tế như thế nào nữa ấy, thì vẫn chỉ là người ngoài thôi. Cháu nói bác thế nào cũng được, nhưng đừng nặng lời đến mẹ như thế. Ông biết cái gì mà xen vào chuyện của chúng tôi? Tôi thử biết ông bầu bạn với mẹ tôi cũng chỉ vì công ty của cái nhà này thôi. Nhưng mà tôi nói luôn cho ông rõ nhá, công ty đấy là công ty riêng của tôi. Thế nên ông đừng hòng xong với cái gì cả. Mì, con muốn mẹ chết vì xấu hổ à? Còn xin phép. Ông à, cho tôi xin lỗi ông. Cũng vì hồi nhỏ tôi chiều chuộng nó quá nên bây giờ nó mới như thế. Cảm ơn ông đã luôn nghĩ đến tôi. Thôi, ông về nghỉ ngơi đi nhá. Thôi tôi về nhé. Đuổi cổ lão già kia về nên mẹ em không mất nổi cơm ạ. Con có nhớ khi con còn bé, mẹ con mình đã sống khốn khổ như thế nào không? Suốt cả cuộc đời này mẹ không bao giờ quên được. Bố con gặp bồ rồi sống luôn với cô ta, bỏ mặc mẹ con mình có bao nhiêu tiền của cũng đem cho mẹ con cô ta hết. Bình con ốm sốt, mẹ cõng con dầm mưa đến bệnh viện. Tiền bạc thì không có, mẹ phải bắn máu để có tiền cho con chữa bệnh. Con biết hết tất cả những sự hy sinh của mẹ. Con biết bố đã tệ bạc như thế nào với cả mẹ và con. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ cũng không thể viện với cớ bố tệ bạc với mẹ rồi không thương con để mà đi tiếp bước nữa được. Mẹ cũng lớn rồi, có còn trẻ trung gì nữa đâu. Làm gì mẹ cũng phải suy nghĩ đâu kỹ. Bây giờ con có nói gì, không nghĩ gì về mẹ cũng không sao. Nhưng sau này, khi có gia đình rồi, con khắc hiểu. Đã là người trong gia đình với nhau, thì sống không nên ích kỷ. Mẹ biết, ngay từ nhỏ con đã mạnh mẽ. Và bây giờ, con điều hành một công ty lớn hàng mấy trăm công nhân. Nên con không thể dùng suy nghĩ của mình để áp đặt lên người khác được. Rồi sau này, còn chồng con nữa. Không thể như thế được đâu con ạ. Giờ con mới biết, mẹ giỏi ăn nói như thế. Nếu thế, con xin phép được nói với mẹ một câu. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Con không phải là thằng con trai, nhưng không phải là đứa con gái yếu kém đến mức mà không thể chăm lo cho mẹ được đến lúc chết. Vì vậy mẹ đừng có suy nghĩ chuyện công đâu nữa. Sao lại đến nông nỗi này hả con?
Công ty con đang gặp vấn đề về tài chính. Là tiền. Tiền, 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 tiền đấy, mẹ có hiểu không? Nếu là vấn đề về tiền, hay là để mẹ thử đi vay hỏi xem có được không nhá. Tầm bao nhiêu thì đủ hả con? Mẹ định vay ai hả mẹ? Họ hàng từ bên nội cho đến bên ngoại, con cũng đã vay hỏi hết cả rồi. Đến bạn bè, nhắc đến lũ khốn kiếp. Bình thường thì chị em yêu thương nhau lắm. Đến lúc gặp biến một cái là không thấy đứa nào ló mặt. Con à, nếu như chẳng may, là chẳng may thôi nhá. Chẳng may công ty của con không trụ được, thì mẹ cũng không trách con đâu. Mẹ nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Đây là công ty của con, là mồ hôi, là xương máu của con, mẹ có hiểu không? Con không dễ dàng để trắng tay được đâu. Con phải là một người phụ nữ thành công, không cần dựa dẫm vào một thằng đàn ông nào hết. Thôi, mẹ về nghỉ ngơi sớm đi. Con còn nhiều tài liệu cần phải giải quyết lắm. Vậy thôi, mẹ về trước nhé. Cha đất tổ không thể nói bán là bán đâu. Chuyện của gia đình tôi, mong ông không xía vào. Xin lỗi, ông về cho ạ. Mi à, cả cuộc đời bác cũng chẳng có gì vẻ vang, nhưng bác cũng tích góp được chút ít để dưỡng già, chắc là cũng đủ để giúp cháu phần nào. Cái gì đấy? Sao phải kiện của bác? Ông nghĩ tôi là trẻ con đấy à? Tôi dễ tin như thế à? Của cả mớ tiền ra đấy, lại đi cho người ngoài mà điền. Cháu cầm lấy, cháu còn phải lo cho mẹ cháu nữa. Bây giờ cháu mất hết rồi thì mẹ cháu sống thế nào được? Bác thực lòng muốn giúp đỡ cháu. Bác,
Bác nói thật đấy à? Bác già rồi, không cần phải chém gió lấy oai nữa. Bác cho cháu mượn, sau này cái gì lại được thì cháu mới lại bắt. Bác, cháu với bác có máu mủ gì với nhau đâu ạ? Bác làm việc này vì mẹ cháu, bác thương bà ấy. Mẹ cháu đã nửa đời vất vả cực khổ, bây giờ bà ấy đáng được hưởng an nhàn hạnh phúc tuổi già. Những người trẻ các cháu dù có hiếu thảo đến mấy đi chăng nữa cũng không thể hiểu hết được tâm tư nguyện vọng của tuổi già. Bác là người ngoại, bác còn hiểu mẹ cháu như thế. Thật là con gái của mẹ, suốt ngày cháu chỉ biết chê trách mẹ mà thôi. Mẹ không trách gì con đâu, vì con chưa làm cha, làm mẹ nên con chưa hiểu đấy thôi. Sau này cháu lấy chồng, cháu sẽ hiểu cho mẹ cháu. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng cần phải có một chỗ dựa, nhất là khi về già. Con cháu nó còn phải lo cuộc sống của chúng nó nữa chứ. Cầm lấy đi cháu, cố gắng lên. Bác coi cháu như con trong nhà, bác tin cháu sẽ thành công. Đến thằng bố cháu chưa bao giờ tin tưởng cháu như thế. Muốn làm một phụ nữ mạnh mẽ, cháu hãy bản lĩnh lên. Cháu ngã chỗ nào, cháu đứng dậy chỗ đó. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Chỉ vì con quá ích kỷ, ngang ngược. Và thật sự con cũng rất yêu bố. Thì nên con phải ngăn cấm mẹ như thế. Con thật sự xin lỗi mẹ. Bác, bây giờ con xin phép được gửi gắm mẹ con với bác. Mong bác yêu thương mẹ con và hứng đắc hạnh phúc cho mẹ. Con cảm ơn con gái. Cùng thì con gái của mẹ cũng đã hiểu chuyện rồi. Mẹ cảm ơn con. Rất cảm ơn của con ạ. Rất cảm ơn bạn ạ. Để tạ tội, hôm nay con sẽ nấu bữa cơm thật ngon cho cả mẹ và bác cùng ăn nhé.